Ấu, hả? Các người cố qua làm gì kia chứ? Kia thì chú, sao người lại nói như rửa? Bây giờ qua sống thì còn ý nghĩa gì nữa kia chứ? Mô Phật, dù gì thì mang sống cũng quan trọng lắm thị chú à. Sư phụ, người đã cứu qua, vậy thì có thể cho qua theo người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh có được không vậy? Hả? À, chuyện này. Thôi được rồi, nhưng con cũng có lòng nên ta đồng ý. Nhưng con nhớ phải bước bò phàm chân để tu luyện cho tốt để nhé. Đà tạ sư phụ, đồ nhi đã biết rồi. Chúc mừng tam sư đệ, từ nay đã được lên chức rồi đúng không? Sư phụ, mời thầy uống nước. Có thầy thì nổi đâu không? Phật ở trên kia cao quá, mai mai không đồ tới quà. Thật là khi yêu một ai, chắc chắn không thể phải nhòa. Ngày ngày chẳng thấy bóng người, cuộc đời mấy chốc hợp tan. Trời ơi làm sao mà tu, quà mi lặng im mấy thu. Phật ở trong tim ta đó, nếu khó không thể hướng Phật. Lòng chân con vương thì thôi, con hãy đi xa chốn này. Thầy cho ta hơi thất vọng, một lòng muốn giúp nhà người, vậy nên độ ta không đủ người. A Di Đà Phật, thiện sĩ tái, con hãy đi đi. Sư phụ. Thầy à, em trai tha nốt, cho cha con mang một nỗi niềm. Thì cưng tâm sự xem, nếu khó ta đây giúp liền. Chuyện gì chú cứ nói thiệt, bình cùng mặc áo cà sa. Tình huynh đời ta còn mãi, hợp lý phải không mấy huynh? Thằng heo nó nói đúng, hám gái nhưng lại tốt bụng. Mà thầy ơi xin vì tha, hãy giúp anh ta hết lòng. Được rồi ta đây biết rồi, chuyện gì cứ nói thầy nghe. Rồi ta đổ cho không phải buồn. Mọi chuyện là như vậy nè sư phụ à. Một hôm qua thấy Tho nhắn tin ai hoài, chẳng biết gái hay trai. Trời ơi quá tức điên, muốn biết sự thật mà sao khó nói nên câu. Rồi qua theo dối ngay, lấy cái rêu mì sợ Facebook Amy. Ôi trời đất ơi, quá ra là cô gái xinh đẹp. Rồi qua thấy trời đất như sập xuống. Vậy qua thấy mình xấu hơn người đó. Nên qua tự mình rước vô chùa. Họ nói đẹp người xứng đáng hơn nhiều. Đừng khóc nữa đàn ông đàn ăn, đã yêu thì phải giành lấy. Hôn gì đây chưa chắc đã là con gái. Nhìn sao giống thật giống hồ ly, ai chơi bùa yêu rồi sao? Dù sao ta cũng nên cẩn thận. Thiệt không hả? Chứ người nghĩ coi, sao Thỏ đang yêu người say đắm mà lại đi theo cô ta chứ hả? Cũng hợp lý đó, chứ làm sao để biết được á là người hay là hồ ly hả đại sư huynh? Người đúng là đầu to mà ốc về trái nho. Chẳng phải trên tay người đang cầm là chiếc điện thoại Realme C2 đó sao? Đây là chiếc điện thoại có thiết kế độc đáo với mặt lưng kim cương và màn hình giọt sương. Chỉ cần dây điện thoại lên chụp thì người thường sẽ càng đẹp hơn, còn hồ ly thì sẽ hiện nguyên hình ngay lập tức. Ôi da, thầy kệ sao? Mà sao đại sư huynh biết hay vậy? Thiệt ra ta cũng tính mua một cái để quay vlog kiếm thêm chút lộ phí từ thằng cháu YouTube đó mà. Chiếc điện thoại này nó vi diệu vậy sao? Đâu, sư huynh thử chụp cho đệ vài tấm chất coi chơi nào. Ok, sư đệ tạo dáng đi. Wow, đúng là real thiệt mấy quân ơi. Để không ngờ lên hình mà lại ngon trai đến như vậy. Vậy con chần chờ gì nữa, ta hãy mau chóng đi tiêu diệt con hồ ly đó đi. Hồ ly, ngươi hãy mau hiện hình đi. Trong công trình kìa, quá ra ở ta là hồ ly lai thỏ đó. Vậy là ta đoán không có sai, cu te như vậy biểu sao lại không mê hoặc Tho dễ dàng như vậy chứ. Ôi da, sao đau đầu quá vậy nè anh Thọ. Ôi thị nốt của ta, cuối cùng thì chàng cũng đã nhận ra ta rồi. Thật là ta đây may mắn, xích nữa ta bị á lừa. Thật sự ta đau buồn lắm, nhắm mắt nghi ngay đến chàng.
Thì ta đâu có ngờ là làm bạn mới có thời gian mà ta lại siêu là lòng luôn. Trời ơi thật buồn quá đi. Được rồi thò hay thì nốt, mai mốt cũng phải cẩn thận. Đoạn đường dài bên cạnh nhau, lắm lúc cũng nhiều nỗi sầu. Tập yêu thương và nhẫn nhịn, chuyện gì cũng sẽ vượt qua, cùng nhau sẽ chia những vui buồn. Dạ con cảm ơn sư phụ, cũng nhờ sư phụ và các sư huynh đây mà con mới có thể tìm lại được tình yêu đích thực của đời mình. Ô nghĩa gì chú, để chỉ cần tặng tụi huynh mỗi người một chiếc điện thoại Realme C2 để diệt trừ yêu quái là được rồi. Rồi tưởng chuyện gì, Realme C2 đang có flash sale giảm đến 400k nên chỉ là chuyện nhỏ thôi mấy huynh à. Nè. Wow, đẹp quá, cảm ơn sư đệ. Thì nốt thay chúc mừng con, nhìn thấy con thành công, ta cũng vui lắm. Để ấy con vẫn thành công, con còn thành thủ nữa đó sư phụ à. Cái con heo đi, thiện sĩ tái, thiện sĩ tái. Thôi, thầy trò ta lại tiếp tục lên đường thỉnh kính đây. Chúc hai con mai mai hạnh phúc nhỉ. Dạ, chúng con tạm biệt sư phụ.